Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Nai cho biết thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh vào tuần sau, Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh trực thuộc sở sẽ bắt đầu tiếp nhận 36 học sinh từ lớp 1 đến lớp 8 của Trung tâm Văn hóa Điếc trực thuộc Trường Đại học Đồng Nai, đồng thời sẽ chuyển 56 học sinh còn lại từ lớp 9 đến lớp 11 của Trung tâm Văn hóa Điếc đến Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm Đồng Nai thuộc Trường Đại học Đồng Nai để tiếp tục học tập. Cũng theo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh, sau khi toàn bộ số học sinh này được chuyển đến cơ sở giáo dục mới, Trung tâm Văn hóa Điếc sẽ được giải thể. Trung tâm Văn hóa Điếc được thành lập từ năm 2004 trên cơ sở từ dự án giáo dục cho người khuyết tật do tổ chức Nippon của Nhật Bản tài trợ. Tuy nhiên sau khi rà soát cơ sở pháp lý, trung tâm này không đủ chức năng để đào tạo nên buộc phải giải thể theo quy định.